Em nhá, đây sáng đây ra chủ nhật này đang thay anh trai cái tắp ly cửa này, hàng xịn 100% chính hãng nhá. Bộ này là bộ com lê full luôn anh em này, đấy, full từ A đến Z luôn, đấy, full 10 bên trong bên ngoài luôn anh em này, đấy, full hết luôn, có nghĩa là full hết anh em nhá. Bộ này là bộ full luôn, có nghĩa là chỉ việc ấn vào thôi, không cần phải chế cháo hay không cần phải gọi là gì cả. Anh em có thể mua rời hai mảnh nhưng mà con này là full full bộ anh em nhá, tắp ly full. Đấy, xe của anh ấy ngày xưa là lâu ngày và nó ải anh em này, đấy, nó ải vỡ. Hôm nay thì mình thay thì tháo lắp rất đơn giản thôi anh em. Đấy, các bạn nhìn tháo ra lắp vào thôi, có tàu đầu chụp con vít thôi. Lên ngon lành nha các bạn nhá. Đây các bạn này, lắp như zin luôn này, không hề chế cháo nhá. Đây hàng xịn 100 trong nguyên bản theo xe anh em nhá. Còn cái tay này thì nó mang định nó là màu đen thì anh em thích thì anh em đưa cái tay zin của anh em sang. Đấy, zin của anh em sang này. Đấy, com lê hết từ A đến Z nhá. Đấy, là lắp đặt trong vòng đúng 5 phút thôi vì anh trai thì cũng rất là bận. Xe của bác toàn chạy hải sản này nha, tầm này rất là mệt rồi. Thành ra muốn lắp nhanh để còn đi về thôi. Anh em nhá.